Bên này bên sau có Linh như sao không anh? Sổ thôi, bên này lấy sáng được không? Chắc không lấy được. Đằng trước đây là quy hoạch, trước đây là vườn hoa. Thôi góc bên kia đúng không anh? Nói chung chỗ này chụp nó cũng không cần đó. Nói chung chụp cho nó không được cái vấn đề gì. Ok. Sẽ mượn. Mình lấy cái hàng rào đằng trước này làm mốc đúng không anh? Vâng. Thì nó mới chuẩn được chứ nếu như... Cái này nó may xong mình sẽ thụt vào cho nó vuông. Vì không đất nó không vuông. Con này chắc lái vào không? Con này lái chắc vào không được nhiều. Nếu như cái nhà này làm mai xong mà cứ thẳng cái luồng này mà chạy vào thì nó sẽ bị vát so với cái nhà này. Không. Anh chỉ biết mua cho mình làm đi. Mà mình làm thì mình không... Bởi vì cái chỗ này nó căng thẳng từ cái này, nó khả năng là căng từ cái mép này này. Nó căng đến cái góc của cái tường bếp kia đúng không anh? Ừ, đấy, cái tường... Là cái tường bếp là người ta chốt hết đấy. Thì cái mép nhà mình là song song giữa cái góc bên này. Đây, góc bên này dịch vào đây một tí. Đúng không ạ? Bên này dài hơn này. Không, nó không phải, bên này nó thòi ra này. Đây này nhìn nhá, từ chỗ này này, giật vào đây khoảng 1 mét này, bắn phát cái dây này, từ đây nối vào đúng cái mép của cái bếp kìa. Vâng. Nó căng ngang sang này, sau nó vát như này thì cái nhà này nó bị vát này. Đúng rồi, chính xác. Sau này hai cái nhà này là nó không vuông. Nó không vuông. Nó không vuông. Thì cái đất này nó bị méo xẹo này. Méo, méo. Nó không vấn đề gì. Đây, nhà mình mua mới ra đây à? Dạ vâng ạ. Chú là chủ à? Dạ vâng ạ. Đến tận đâu ở đây? Ra khoảng đây mà. Ra năm này à? Dạ, yeah, chạy hết cái cổng. Chạy hết ra cái đằng sau này hay là đến ra cái sau nhà này thôi à? Chạy đến cái tường kia thôi mà. Tường sau ạ. Bức tường kia, đúng bức tường kia à? Vâng. Là tổng cộng bao nhiêu mét vuông? Cháu cũng không để ý mà, khoảng 100 mét kia. Hơn trăm tí. Mua cái này 2 tháng hay 3 tháng rồi à? Cháu mua lâu rồi. Ừ, tớ nghĩ là khoảng trong năm nay thôi, đúng không? Đúng rồi. Bởi vì là bây giờ đo nhà nha, nó rất là khó. Nó rất là khó. Bởi vì nó rất... Cả hai anh em. Nó rất là khó bởi vì là bây giờ ấy, là cái mặt này nó cũng không có chuẩn. Cái mặt này thì nó không căn được cái phương chuẩn. Nó đo mẹ nó rất tân. Đấy, lệch là toi luôn. Cho nên bây giờ là phải... Bây giờ quan trọng nhất là bây giờ là phải lấy lại cái bản vẽ để xem này. Được cái iPad nào? Họ đang đo chéo nó đo không chuẩn đâu. Sau này nó không phải như thế. Cầm. Đây này. Từ đây về là 1 mét. Nó căng thẳng vào cái mép bên này. Nhà gần đâu? Quê gốc ở đâu? Cháu gốc Phúc Thọ. Căng thẳng. Thẳng ở đây như căng vào đúng cái mép bếp. Cây nào? Cái tiện, cái cổ. Thì ăn cái nào thì lấy đi. Thế thì căng cái mép bếp. Hả? Căng cái mép bếp. Em à này, là cái của anh ấy, bởi vì em phải khống chế lại cái để em cần tính được cái hướng chuẩn ấy. Tức là từ bên này của anh giật ra đây 1 mét đúng không anh?
giật được mép này, sau đó là đất của anh là chạm vào mép. Cái tường bên này này, không sang. Không, tôi nguyên bản bám đây luôn rồi. Bên kia giật vào đây là một mét. Không. Cái tường này người ta đã bán rồi. Đúng rồi, bên kia là đã xong rồi. Tức là tường này là từ nhà mình. Tường kia tường của nhà bên. Từ hết tường nhà bên. À không, tức là cái tường mai sau là từ nhà mình đã áp sát cái tường này luôn. Đúng. Tức là định hình như là coi như là xong rồi đúng không anh? Tức từ cái tường này giật ra là 4m6 là cứ thế vuông nét mà chạy thôi. Vâng. Thì nó phải đo thế này. Nó lại không đo như thế, nó phải đo thế này. Ăn theo con tường. Ăn theo con tường thì lại dễ. Ok rồi. Ok rồi, ra nhiễm tư nó cứ giật đùng đùng. Quay gần điện tử rồi. Nó bao nhiêu độ? 208 thế ạ. Cứ đo lại. Sao mày thì kỳ trình thiên gì chưa? Tôi thấy thầy. Đo thiên gì đâu. Không phải xoay như này, xoay nhanh, xoay nhanh. Xoay đi, xoay đi, xoay đi. Xoay này, đó, sen nó thẳng, xoay về 180 độ này. Đấy. Xoay đi. Thêm 180 độ đây chưa? Không, không có la bàn nào chỉnh thiên chi đâu. Mẹ chỉnh. Rồi, quay đi nào. Bao nhiêu, đo thử cho bao nhiêu, chính xác bao nhiêu. Căn mép này này, dòng mép này đang lệch ấy. Thế tốt rồi. Như Hà Nội thì lúc nào phải triệu hơn triệu. Mà chỗ là chỗ chuẩn. Có vẩn thì lấy đặt chó này. Đây là mấy bao nhiêu. Wow. Xong chưa? Là bao nhiêu? 290. Mời anh. Trước đi đang luyện công là nó cắt 290 chứ phải 270 anh. Vâng, em đo điện thoại này thì áng áng rồi. Sự cứ là 290 độ ấy. Hôm trước là cái người tưởng là khoảng 310. Cứ nhảy lung tung đo cái điện thoại này nó không chuẩn đúng không? Không ạ. À. Đo bằng cái điện thoại của quân đội nó cũng không rồi. Tốt nhất là mình đã không biết gì, tôi cứ nhờ, thế là nhanh. Nhanh. Anh công tác trong ngành quân đội luôn ạ? Không, em là bên xã hội. Cái chỗ đằng trước, cái chỗ vương thân này này, mai sau nó là làm vườn hoa ấy. Vâng. Anh định làm ở chỗ này, mai sau là anh sẽ tôn cái này lên như thế này hay là anh định làm như nào? Hạ gần bằng mặt đường nhé. Hạ sát mặt đường để còn cho không hạ bên ngoài thôi, vào trong lại lên mà. Em định hạ tất xuống, đang định thế. Vào trong nhà anh có sau đầu nhà từ nhà nhá, dạ hết cái chỗ để xe xong này. Vâng. Xong vào lên 3 bậc. 3 bậc thì 45 phân bước lên nhà chứ. Bởi vì cái thế đất đây là bản thân là cả cái khu đất này nằm trên cái gò. Nó nằm trên cái gò.
Cho nên thành ra là bây giờ mà mình hạ xuống một cái là cũng không phải là đắt, mà là anh nên làm là mà cái nhà mà hướng cái nhà này mà hướng tây thì sang năm 2020 ấy, thì lập nó rất là cát. Tuy nhiên là nếu như mà lập cái nhà này thì mình vẫn nên là bớt lại cái phần phía đằng sau một tí để mình làm cái giếng trời ở đằng sau với cả làm cái sân ướt ở đằng sau. Em này định để 1 mét mà thấy 1 mét là chật quá. Bây giờ em tính để khoảng 1m2 cơ, 1m2 sau lên trên lại văng ra sau. Em trên em không làm được để chống đất 1 mét đằng sau. Thì em không làm được nhưng vẫn phải bớt đằng sau lại, bởi vì mai sau anh lắp điều hòa chẳng hạn, anh không thể dòng cái điều hòa từ trước ra sau 2 mấy mét được. Và bếp nước động thoáng. Thì phải bớt cái là mình phải bớt lại cái ở đằng sau là thứ nhất. Thứ hai là sau khi mà bớt cái đằng sau lại để mình em lấy khí vào. Đó, cho nên là nghe tiện em phải cân lại cái kích thước của anh một tí. Tại vì hướng tây này thì nó lại giờ cái nó bị cạn, chỉ thêm độ 2 mét nữa thì đẹp. 21 mét rồi. Nếu mà đằng trước phải để mất 5 mét, đằng đúng hơi đằng 1 là hơi bị khó bố trí. Không, em sẽ tính. Cái này em sẽ tính. Nhà anh này dễ làm mà, nó không phải là cái trường hợp khó đâu. Vì trường hợp này của anh nó không là khó. Như vậy mình tính trước khoảng từ 5 mét đến 5 mét rưỡi. Sau đó cái đoạn kia về sau em sẽ tự chia.